Tấn Tùng, Hoa Hòa Thượng Lộ Trí Thâm, tung hoành màn ảnh, nhà vô địch ở đời thực. Hollywood có The Rock thì Seabiz có Tấn Tùng, Lộ Trí Thâm, ngoài đời là một nhà vô địch và sở hữu thân hình cơ bắp cuồn cuộn với xuất thân là một vận động viên thể thao nhà nghề. Thủy Hữ là cái tên quen thuộc đối với những ai ưa thích tiểu thuyết võ hiệp. Khác biệt hoàn toàn với những thể loại kiếm hiệp, tiên hiệp khác và mang yếu tố lịch sử, giúp Thủy Hữ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Nhiều diễn viên gần như đã cống hiến toàn bộ diễn xuất đỉnh cao của mình cho tác phẩm Thủy Hữ. Sau này, khi người xem nhìn thấy tài tử Đinh Hải Phong, lập tức nhớ ngay đến nhân vật Võ Tông, thấy Lý Cương, ác nhớ đến Lâm Sung. Năm 2011, bộ phim Tân Thủy Hữ được Cúc Chất Lượng làm lại với sự tham gia của dàn sao các diễn viên đến từ Trung Quốc, Đại Lục, Đài Loan và Hồng Kông. Bộ phim lần đầu tiên phát sóng trên HDJ tháng 5 năm 2011 tại Hồng Kông. Chắc hẳn, với những khán giả hâm mộ bộ phim truyền hình Tân Thủy Hữ sẽ không thể quên được hình ảnh Lộ Trí Thâm nhổ bật gốc dương liệu ở chùa Trấn Quốc và gây nhiều tranh cãi bởi tạo hình xăm trổ không khác xã hội đen. Dù ekip phim sau đó lên tiếng dẫn chứng nguyên tác Thủy Hữ có miêu tả rõ 7 nhân vật xăm mình. Tuy vậy, tạo hình Lộ Trí Thâm của Tấn Tùng vẫn được công chúng đón nhận và được nhận xét là hình tượng gần sát nhất với nguyên mẫu anh hùng Lương Sơn Bạc trong nguyên tác. Nhưng có lẽ, nếu Lộ Trí Thâm có thật ngoài đời, cũng phải kiêng nể nam diễn viên Tấn Tùng từng thủ vai của ông bởi tài năng và độ cơ bắp không kém nhân vật gốc. Trước khi rẽ hướng sang điện ảnh, tài tử điện ảnh kiêm vận động viên bơi lội Tấn Tùng là nhà vô địch bơi lội từng 32 lần đoạt huy chương vàng trong sự nghiệp thi đấu. Nhà vô địch đường đua xanh. Tấn Tùng sinh ngày 28 tháng 10 năm 1973 tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng, Tấn Tùng đã từng là một vận động viên chuyên nghiệp. Từ năm 7 tuổi, Tấn Tùng đã theo đuổi những đường đua xanh. Cũng từ lúc này, cái tên Tấn Tùng luôn có mặt trong danh sách đội bơi lội của đội thể dục thể thao Vân Nam. Năm 12 tuổi, Tấn Tùng gia nhập đội thể thao Bắc Nhất Bắc Kinh. Với tài năng thiên bẩm, Tấn Tùng được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia khi vừa bước sang tuổi 15. Trong sự nghiệp của mình, Tấn Tùng từng 32 lần giành được chức vô địch bơi lội của tỉnh Vân Nam, 2 lần giành huy chương vàng toàn quốc và 1 lần giành giải quán quân tại Thượng Hải. Anh được đánh giá là một gương mặt tài năng của bộ môn bơi lội Trung Quốc. Những tưởng con đường sự nghiệp của Tấn Tùng sẽ rộng thênh thang thì một tai nạn để ập đến. Năm 1991, trong một lần tập nhảy cầu, Tấn Tùng đã bị thương nặng. Cú ngã nguy hiểm khiến Tấn Tùng bị chấn thương não bộ, trật khớp cổ và gãy 3 xương sườn. Sau 3 tháng điều trị, sức khỏe anh dần phục hồi. Tuy nhiên, Tấn Tùng phát hiện xương cổ bị chấn thương nên ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, dẫn đến việc hai tay của anh liên tục rung lắc một cách mất kiểm soát. Như vậy, sự nghiệp thi đấu của một vận động viên bơi lội của Tấn Tùng từ đây hoàn toàn chấm dứt, buộc anh phải từ giã đường đua xanh và chuyển sang công tác huấn luyện. Trong thời gian này, Tấn Tùng được mời đóng quảng cáo cho một thương hiệu nước khoáng. Từ đây, trong anh dấy lên tình yêu dành cho diễn xuất. Chiều cao khủng 1m86, cân nặng 96kg và các múi cơ cuồn cuộn nhờ chăm tập luyện thêm thể hình trở thành lợi thế lớn giúp Tấn Tùng thuận lợi hơn khi tìm cơ hội diễn xuất. Ít ai nghĩ rằng chỉ từ một video quảng cáo đơn giản đã lấy lại được niềm vui sống cho Tấn Tùng. Niềm vui diễn xuất khiến anh quên đi nỗi đau đớn vì phải từ bỏ đam mê của mình. Người hùng cơ bắp trên màn ảnh. Trở về sau video quảng cáo, Tấn Tùng trở thành gương mặt được rất nhiều đạo diễn yêu thích. Có lẽ, đến cả Tấn Tùng cũng không nghĩ rằng việc là một vận động viên bơi lội đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc diễn xuất sau này. Ngoài khuôn mặt nam tính, Tấn Tùng còn sở hữu cơ thể săn chắc với cơ bắp và chiều cao khủng 1m86, cân nặng 96kg và các múi cơ cuồn cuộn nhờ chăm tập luyện thêm thể hình, trở thành lợi thế lớn giúp Tấn Tùng thuận lợi hơn khi tìm cơ hội diễn xuất. Năm 1997, Tấn Tùng may mắn được đạo diễn Tà Tấn mời góp mặt trong bộ phim Chiến tranh Nha Phiến, tác phẩm đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Các tác phẩm để đời của Tấn Tùng có thể kể đến như bộ phim hài kịch của Trang Ô Long Sấm Tình Quang 2002, Thần Thoại 2006, Truyền kỳ Tân Truy 2007. Tuy vậy, phần lớn đều là những vai diễn phụ không gây chú ý. Đáng chú ý, năm 2005, anh góp mặt trong bộ phim Thần Thoại của vua hài Kung Fu Thành Long và được ngôi sao võ thuật này tấm tắc người khen, kết nghĩa huynh đệ. Sau đó, Tấn Tùng được Thành Long mời ký hợp đồng chính thức, trở thành nghệ sĩ của công ty giải trí Anh Hoàng, giúp sự nghiệp diễn xuất của anh ngày một thuận lợi và thăng hoa. Năm 2007, anh lần đầu đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật cho bộ phim điện ảnh SOS Hành Động Gấp, đồng thời thủ vai đội trưởng đội cứu hộ của phim. Vai diễn để đời trong Tân Thủy Hữ 2011. Lộ Trí Thâm, biệt hiệu là Hoa Hòa Thượng, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hữ. Lộ Trí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, một trong 36 thiên can tinh, sao thiên cô tinh. Lộ Trí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, vốn làm nghề chức đề hạt ở Đông Kinh, được mô tả là người lực lưỡng, mặt tròn, tai lớn, mũi thẳng, mồm vuông, hai bên mép có một hàng râu xoăn xoăn, mình cao 8 thước, 2,4 mét, vai rộng đầy ôm, cách ăn mặc ra dáng một tay quan võ.
ông quen biết với Sử Tiến, Lý Trung, Chu Thông vì giết Trấn Quang Tây Trịnh Đồ nên bị truy nã, phải cắt tóc đi tu trên núi Ngũ Đài Sơn, là môn đệ của trưởng lão Trí Chân. Năm 2011, Tấn Tùng thủ vai Hòa Thượng Lộ Trí Thâm trong phiên bản mới bộ phim truyền hình cổ trang Tân Thủy Hữ Truyền Kỳ của đạo diễn Cúc Giác Lượng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhờ thể hình cơ bắp lực lưỡng và lối diễn xuất tự nhiên nhưng cũng vô cùng tinh tế, sinh động. Thân hình lực lưỡng, cơ bắp rắc chắn của Tấn Tùng đã giúp anh vào vai Lộ Trí Thâm một cách xuất sắc nhất. Ít ai biết rằng Tấn Tùng đã phải vô cùng lao tâm khổ tứ vì vai diễn Lộ Trí Thâm. Trước khi bộ phim bắt đầu quay, Tấn Tùng đã phải đọc đi đọc lại kịch bản rất nhiều lần. Mặc dù sở hữu thân hình hoàn hảo nhưng để hóa thân vào nhân vật một cách chuẩn nhất, Tấn Tùng đã phải tập luyện thể hình một cách vô cùng khổ cực để tăng cơ bắp. Theo đó, trong thời gian 20 ngày, anh tăng 13kg với kỷ lục một lần ăn hết 60 lòng trắng trứng. Sau khi bộ phim hoàn thành, Tấn Tùng vẫn chưa thể thoát ra khỏi hình tượng nhân vật bởi anh nhập tâm quá sâu sau 11 tháng gắn bó với đoàn phim. Tôi cảm giác mình như vừa chết đi sống lại và không dám nhận vai mới luôn vì vẫn thấy bản thân mình là Lộ Trí Thâm vậy, nam diễn viên chia sẻ với tờ Sina. Không riêng gì bản thân Tấn Tùng cảm thấy khó thoát khỏi vai diễn sau khi bộ phim đóng máy. Nhiều khán giả đều nhận thấy ở Tấn Tùng hình ảnh nhân vật Lộ Trí Thâm dù cho anh có diễn bất kể vai diễn nào về sau. Từ gương mặt, giọng nói cho đến thần thái của Tấn Tùng đều khiến người xem nhớ đến một Lộ Trí Thâm hào sảng, lực lưỡng và trực tính trên màn ảnh của Tấn Tùng ngày nào. Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với Ngô Kinh. Tấn Tùng cũng được biết đến là bạn thân của ngôi sao võ thuật Ngô Kinh, Lộ Trí Thâm và Chiến Lang thân thiết kể từ sau khi cả hai hợp tác trong bộ phim Nam Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng. Trong bộ phim này, Tấn Tùng thủ vai Hòa Thượng Tam Đức, dáng người uy phong lẫm liệt và sở hữu võ nghệ cao cường và thâm hậu. Ngô Kinh từng trả lời phỏng vấn khen ngợi và ngưỡng mộ trước ngoại hình vạm vỡ và cơ bắp của bạn diễn. "Tôi thật sự khâm phục thân hình cơ bắp của anh ấy, cảm thấy cực kỳ nam tính và đàn ông", Ngô Kinh tâm sự. Hiện tại, Tấn Tùng ít xuất hiện trên màn ảnh. Anh thường xuyên đóng quảng cáo cũng như gắn bó với nghề huấn luyện viên thể hình. Đời sống cá nhân của ngôi sao 43 tuổi cũng được anh giữ khá kín kể từ sau khi ly hôn người vợ đầu là nữ diễn viên múa Lý Văn Đồng và có với nhau một con trai Tấn Tử Minh.